thế nào rồi? Báo cáo anh, trên người của nạn nhân có một vết đâm sâu. Và theo nhận định ban đầu của tôi, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do mất máu cấp và bị tổn thương nhiều cơ quan nội tạng khác. Hiện trường không hề bị xáo trộn. Hung thủ ra tay như vậy có khả năng là do mâu thuẫn cá nhân. Tạm thời thì chúng ta chưa thể kết luận được. Các đồng chí cần phải kiểm tra tất cả những dấu vân tay để lại tại đây. Rõ. Chào anh. Dạ chào anh. Cảm ơn anh đã báo tin cho cơ quan điều tra chúng tôi. Sự việc cụ thể thế nào anh có thể kể chi tiết hơn được không? Dạ, tôi là bạn học của Mai. Chúng tôi chơi với nhau rất thân. Người ngoài nhìn không biết á, là còn tưởng chúng tôi yêu nhau nữa. Hôm đó Mai nhờ tôi đi rước cháu Bo. Rồi xuống cẩn thận nha con. Dạ. Nè, chú Phong cho kem con nè. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Phong. Con gắng học giỏi, gắng ngoan. Chú Phong mua kem hoài cho con ăn hoài hoài luôn. Yeah. Hôm nay chú Phong có vô nhà chơi với con không chú Phong? Chú Phong kẹt công chuyện rồi. Con vô với mẹ, cho chú Phong gửi lời thăm mẹ nha. Dạ. Vô đi con. Bye chú Phong. Bye con. Alo. Chú Phong ơi, chú Phong. Mẹ con bị ai đánh xẻo rồi chú Phong ơi. Má nhiều lắm chú Phong ơi. Thôi được rồi, con cứ ở yên đó. Chú sẽ quay lại liền. Lúc trở về á thì Mai đã chết, cho nên tôi mới báo mấy em. Vậy còn tình trạng của bé Bo, con của nạn nhân thế nào rồi? Bé Bo hiện tại rất là hoảng loạn, đang ở bên nhà hàng xóm á. Tôi mong là các anh khoan hãy tiếp xúc với bé, vì bé còn rất nhỏ, không chịu nổi cú sốc này đâu. Tôi biết rồi. Trước mắt là như vậy, còn nếu mà sau này cần thêm thông tin gì, rất mong anh sẽ hợp tác cùng chúng tôi. Dạ, có gì cần thì anh cứ liên lạc. Tôi biết cái gì thì tôi sẽ nói cho mấy em biết. Được rồi, cảm ơn anh. Dạ. Hiện tại trong nhà không thu được bất cứ một dấu vết nào cho thấy có liên quan đến cái chết của chị Mai, ngoài một số quần áo của nam giới. Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do nạn nhân bị đâm nhiều vết đâm sâu, chứng tỏ hung thủ đã ra tay một cách rất dã man và quyết tâm. Cũng may lúc đó không có con của nạn nhân ở đó, nếu không chuyện xấu đã xảy ra với cháu bé rồi. Thứ nhất, nạn nhân là người đã ly hôn, vậy thì chi tiết quần áo nam giới ở trong nhà nạn nhân là một mắt xích quan trọng để chúng ta rà soát lại tất cả những mối quan hệ của nạn nhân. Thứ hai, qua khám nghiệm tại hiện trường cho thấy hung thủ ra tay với nạn nhân rất có thể là người quen. Và nếu tôi đoán không lầm, sự việc này bắt nguồn từ chuyện ghen tuông tình ái. Để biết về các mối quan hệ của nạn nhân, chỉ có thể là một người. Cảm ơn chị. Cảm ơn vợ. Đã có tin tức gì cái chết của Mai chưa? Chúng tôi vẫn đang điều tra
nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa tìm thấy manh mối nào đắt giá cho vụ án cả. Nên hôm nay tôi đến để hỏi thăm anh một số vấn đề. Dạ, thì có gì anh hỏi thì em biết em sẽ trả lời cho mấy anh. Vậy anh có biết gì về các mối quan hệ nam nữ bên ngoài của chị Mai không? Rồi có bao giờ chị Mai kể cho anh nghe về chuyện tình cảm, chẳng hạn như là chị đang quen ai, tìm hiểu, hoặc là sống cùng với ai chẳng hạn? Sống cùng với ai thì không có, nhưng mà đang tìm hiểu thì có. Người đó tên là Thanh, anh làm thợ hồ trong xã. Trước khi tôi đi rước bé Bo thì có qua nhà chị Mai chơi, thấy anh ở trong nhà trước. Mai, anh năn nỉ luôn á, giúp anh một lần nữa thôi, ráng đi, có tiền anh sẽ trả cho em lại. Nhưng mà em làm gì có tiền cho anh mượn? Tiền học của bé Bo á, em còn phải lo tính toán để xoay sở nè. Anh năn nỉ luôn á, giúp anh một lần này nữa thôi Mai. Ê anh kia, mày nghĩ sao qua đây mày mượn tiền Mai? Không lo được cho người ta thì thôi chứ, còn mượn tiền người ta nữa. Thôi, không có gì đâu anh Phong. Anh Thành, anh về trước đi. Có gì mình nói chuyện sau nha. Anh về nha. Nhắm lo được cho người ta thì hãy tính chuyện yêu đương, còn lo không được á thì dẹp mẹ nó đi. Mày nói cái gì mày? Mở lại tao nghe. Không lo được cho người ta thì dẹp mẹ nó đi. Thôi. Thôi đi mà. Đừng. Theo lời anh nói, anh Thanh hẳn là người yêu của chị Mai. Người yêu hay không á thì tôi không dám chắc, nhưng mà tôi có bắt gặp mấy lần Thanh chở chị Mai đi ngoài đường, hai người tình tứ lắm. Cái chuyện đó là cái chuyện tế nhị nên tôi không có hỏi Mai. Tôi là Thanh, và anh là ai vậy? Tôi đến từ cơ quan cảnh sát điều tra, muốn mời anh về làm rõ một số sự việc. Tôi? Điều tra tôi? Tôi có gì mà điều tra? Tôi không đi đâu hết á. Anh muốn hỏi cái gì, hỏi tao đây luôn đi. Anh cho tôi biết là anh có mối quan hệ như thế nào với chị Mai? Mối quan hệ bình thường. Anh đã biết chị Mai bị sát hại hay chưa? Có biết. Được rồi, bây giờ tôi hỏi thẳng vấn đề anh luôn ha. Vào hôm chị Mai bị sát hại, anh Phong, bạn của chị Mai có nhìn thấy anh qua nhà của chị Mai để mượn tiền, nhưng không thành. Sau đó anh và Phong đã xảy ra cự cãi, có đúng như vậy không? Đúng, không những là cự cãi về cái vấn đề mà tôi mượn tiền của Mai không đâu. Nhắm lo được cho người ta thì tính chuyện yêu đương, còn lo không được thì dẹp mẹ nó đi. Mày nói cái gì mày? Mở lại tao nghe. Không lo được cho người ta thì dẹp mẹ nó đi. Thôi, thôi đi mà. Đừng. Mày là ai mà xíu chuyện của tao hả mày? Đừng đừng, anh Thân, anh Phong. Tao là chồng sắp cưới của Mai nè, đủ quyền đó chứ. Mày, em được lắm. Em lừa dối tôi, em gạt tình tôi. Không phải đâu anh. Được, tao sẽ trả lại cho mày. Nhưng mà sẵn tiện đây, tao nói cho mày biết, tao không thèm cái thứ đàn bà mà không chồng, có con, cặp ở thằng này đến thằng khác. Mày nói cái gì? Bộ mày điếc hả? Thôi thôi, à thôi đi. Anh đi về đi. Để nó xem mày hạnh phúc với cái loại đàn bà như thế nào. Như vậy Phong chính là chồng sắp cưới của chị Mai. Nhưng mà theo thông tin chúng tôi có được thì anh Phong đã có gia đình rồi mà. Tôi không biết chuyện đó. Tôi biết sao được cãi vậy thôi hả? Nhưng mà cái chuyện hôm đó thì tôi nghe thông tin là Mai bị giết. Vậy anh cho tôi hỏi là anh có từng qua nhà chị Mai ngủ và để quên quần áo lại không? Tôi chưa bao giờ ngủ lại nhà Mai cả. Nếu anh không tin thì anh có thể hỏi bé Bo. Tôi có thể nói xạo, còn không ít thì không.
Nếu là các đồng chí sau khi gây án thì hai người sẽ làm gì? Trước giờ chứng kiến qua nhiều vụ án, thường thì sau khi hung thủ gây án xong sẽ xóa sạch chứng cứ và rời khỏi địa phương. Cũng có thể tôi sẽ tiếp tục ở lại, cố gắng tỏ ra mình là một người bình thường để tránh sự tình nghi của cơ quan điều tra. Chỉ còn một trường hợp nữa là trở thành người thân cận, đáng tin, cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều manh mối nhằm đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Các đồng chí chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đến gặp một người. Và nếu phán đoán của tôi không lầm thì người này sẽ giúp chúng ta mở nút thắt của vụ án này. Ở giờ bé ba có đi học không con? Dạ có. Rồi mấy hôm nay ai cho con ăn cơm nè? Dạ dì Tư nhà kế bên cho con ăn cơm đó chú. Hôm đó đó, lúc mà con về nhà, con nhìn thấy mẹ như thế nào, con còn nhớ không? Dạ nhớ. Hôm đó ba Phong đưa con đi học về, ba Phong có công chuyện nên không có vào nhà với con được, nên con vào nhà một mình. Lúc đó con thấy mẹ nằm trên vũng máu, con sợ quá nên con gọi điện cho ba Phong. Ba Phong ẵm con qua nhà dì Tư gửi. Con gọi ba Phong là chú Phong bạn của mẹ con đó hả? Dạ. Ủa mà tại sao con gọi là ba? Dạ vì ba Phong với mẹ con yêu nhau mà chú. Ba Phong ở chung với mẹ của con. Ba Phong thương con lắm, nhưng tại làm việc xa, có lúc đi mấy tuần mới về. Mỗi lần đi về, ba Phong hay chở con với mẹ đi chơi vui lắm. Vậy hả? À, con còn giữ điện thoại của mẹ con không? Có thể cho chú mượn được không? Dạ. Hiện tại thì chúng tôi đã thu thập được một số thông tin quan trọng, nhưng lại không tiện đem ra ngoài, nên tôi đến để mời anh về trụ sở giúp chúng tôi kiểm chứng lại thông tin đó. Dạ được. Mời anh. Đây là anh. Đây là những dòng tin nhắn giữa anh và chị Mai. Điều này chứng tỏ trong khoảng thời gian qua anh đã nói với cơ quan chức năng chúng tôi. Anh có muốn giải thích gì về chuyện này không? Tôi với Mai là bạn thân từ nhỏ. Tôi coi cô ấy như là em gái của mình, thì chuyện này đối với tôi và cô ấy rất là bình thường. Bạn bè, em gái mà lại sống chung với nhau như vợ chồng. Bé Bo còn gọi anh là ba nữa. Rồi những dòng tin nhắn yêu thương hờn ghen mỗi ngày này là minh chứng cho mối quan hệ bình thường sao? Tôi không phủ nhận việc anh rất thông minh qua mặt chúng tôi trong khoảng thời gian qua, nhưng không có nghĩa là anh có thể thoát được tội lỗi của mình đâu. Và đó cũng là lý do mà tại sao lúc nào anh cũng ngăn cản chúng tôi tiếp xúc với bé Bo. Nhưng vì tình người với nhau, chúng tôi hiểu được cú sốc mà bé Bo đang phải trải qua rất lớn. Chính vì vậy mà đến bây giờ thì tôi mới có thể tiếp xúc được với bé.
cứ suy nghĩ kỹ đi. Mỗi phút trôi qua thì cơ hội đầu thú của anh sẽ càng giảm dần. Tôi đã giết Mai. Anh đi làm ngay giờ. Chắc ngày mốt anh mới về được á. Em ở nhà lo cho bé Bo nha. Anh đi làm á, cái cuối năm có tiền mình làm cái đám cưới cho nó hoành tráng. Với lại anh sửa căn nhà nó xuống cấp quá rồi. Anh thấy em với con ở vậy á, anh chịu không có nổi. Anh cứ đi làm đi, đừng có lo quá. Mẹ con em á quen rồi, miễn sao gia đình mình hạnh phúc là đủ rồi. Anh á là trai chưa vợ, còn em thì em chỉ sợ gia đình anh không có chấp nhận mẹ con em thôi. Em khờ quá à. Chỉ cần mẹ con em chấp nhận anh, chuyện gì anh làm được hết. Thôi Ly làm ha. Vợ, ngồi ra chợ mua cái gì ngon ngon đãi khách quý nha. Ừ. Ông biết sao bữa nay tôi mời ông qua đang mừng không? Không biết. Vợ tôi có bầu 2 tháng rồi đó. Ý, ngon mày. Giờ vợ có bầu luôn rồi. Trai gái đãi tiệc ngon nha mày. Thì trai gái gì cũng đãi tiệc lớn hết á. Với lại tháng sau sửa lại cái nhà cho nó khang trang, vợ con ở cho nó thoải mái. Hay vợ ha. Ừ, đúng rồi. Tính hay á. Ừ. Em bị cái gì Mai? Sao mấy nay anh liên lạc em không được? Hả? Em bận. Em bận cái gì? Em bận đi chơi với thằng đó đúng không? Em bị cái gì vậy Mai? Anh đi làm mới có mấy bữa à? Mà em đã vậy rồi, cưới nhau á, rồi em như thế nào? Cưới nhau? Anh nói mà anh không thấy ngượng miệng hả? Vợ anh á có thai rồi kìa. Anh vui lắm đúng không? Trước giờ tôi cứ nghĩ là tôi mang ơn anh, tôi luôn tin tưởng anh, mặc cảm vì tôi là gái đã có con, còn ly dị chồng. Tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh hết. Tôi chỉ cần anh chân thành với tôi là đủ. Vậy mà anh nỡ lòng nào lừa dối mẹ con tôi. Em hiểu lầm anh rồi đó Mai. Tại vì gia đình anh á thúc ép anh cưới vợ, cho nên anh mới cưới cổ. Chứ anh không có tình cảm với cổ. Em tin anh đi ha. Để cho cổ sanh con xong á, anh sẽ ly hôn. Mọi tài sản anh để cho hai mẹ con cổ, rồi hai đứa mình cưới nhau em. Ha, tin anh đi ha. Tôi đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, tôi biết cảm giác nuôi con một mình á, nó tủi nhục và khổ sở như thế nào. Tôi không muốn một người phụ nữ khác phải bị giống như tôi. Từ nay về sau, tôi thương ai, tôi yêu ai, không còn liên quan với anh nữa. Anh đi về đi. Đừng có giận anh nữa mà em. Đừng có giận anh nữa nha, nha. À. Đừng có giận anh nữa. Anh còn tới đây nữa, tôi giết anh đó. Đừng có giận anh mà ha. Bỏ dao xuống đi em, bỏ dao xuống đi. Bỏ dao xuống đi em, đừng có giận anh nữa mà. Thank you.
We'll be right back.